Chả có ai đi. Không đi thì đi, thì đi có mình tôi đi. Đi đâu về đâu, một câu tự hỏi sao không đáp nổi. Đi đâu về đâu. Loài hoa phăng xê mang sắc hương gửi theo muôn gió, đẹp trong đêm nụ hoa hé cười, là loài hoa ngát hương dâng đời. Em là loài hoa ngát hương dâng đời. Ai dâng cho đời. Quả là người ta ngủ. Anh ui giời ơi, cửa khách cửa mời bạn lên. Dạ, bạn lên xe ạ. Dạ, mời bạn lên xe ạ. Con mời bạn lên xe ạ. Đi đâu mà trông như con ma điên ấy hả? Tại trông con dở hơi đấy nhỉ. Đi đâu đây? Tôi đi làm. Đi làm à? Làm gì? Làm đời. Làm đời à? Có chứ, làm đời sao lại làm tối nhỉ? Hay là đời làm tôi cũng thế thôi. Thế anh cũng làm gì ở đây? Đi làm. Dạ tôi đi làm. Anh làm gì? Làm làm đời. Đời làm tôi khốn nạn thế thôi. Anh là phu xe hả? Phu xe. Gớm thì nói là phu xe luôn đi, cứ để cho người ta hỏi mãi. Xe. Úi giời, gớm xe điệu chảy nước rồi nhỉ. Điệu quá, gớm điệu quá đi. Xe. Xe có bà le té. Ô, có đứa gọi xe mà sang thằng phụ xe đâu mà không ra chở xe nhỉ? Không có xe chở hơi đâu mà gọi, có đứa gọi mà không ra chở xe nhỉ? Này anh. Hả? Anh làm nghề gì? Ồ, có đứa bảo này. Xe. Phụ xe mà không hiểu đấy. Làm phụ xe mà người ta kêu xe từ nãy đến giờ chẳng kéo gì cả. Ôi chết, ôi chết, các bác cái đồ này em lẫn rồi các bác ạ, à. Lẫn quá rồi. Chết mà mình làm phu xe mà có người gọi xe mà để cứ không ra cứ gọi thằng khác á. Hôm nọ ra lên thật với các bác lẫn lắm rồi. Vào tắm xong rồi mặc áo ra thì quên mẹ nó không mặc quần. Thế xong ngồi ăn cơm thì cứ nó cái thòng lọng á, nó thỏa ra thế là. Yêu. Hả? Yêu cũng thật đấy mà. Thế xong thì thằng con trai nó bảo thầy ơi, ấm chén của thầy thòa ra kìa. Em phải chống ngựa cái bảo được. Mẹ ấm chén thì thằng toà thằng nhỏ thằng nào chả có. Lẫn quá rồi. Nào hôm nọ cưới cháu thì cứ sang đấy bảo thế thì hôm nay dỗ ai hử con. Ôi, lẫn quá. Nói chuyện vui gì hả? Anh có kéo không? Hay để tôi gọi xe khác. Chết ơi, ơi xe ơi, bà gọi con gọi bà, mời bà lên xe, rước bà lên xe. Tôi lên thế nào? Bà cứ đít và dẹn. Anh lấy bao nhiêu tiền một giờ? Thế lấy 9 hào đi. Hào rưỡi. Úi giời chết, giá gì mà phát tôi đỉnh xuống đáy nhỉ hả? Sao anh nói thách thế? Ngày thường tôi chỉ đi có một hào thôi. Hôm nay Tết nhất, tôi trả anh hào rưỡi là được rồi. Thôi lấy 8 hào, 7 hào, thế 5 hào, thế 1 hào. Ôi chết. Ồ. Mẹ nói 4 này hóa 1 thế nào kìa. Mấy bà là bà tiên của đây, con bà là bà tiên của đây, con mời bà lên xe, rước bà lên xe. Thôi chết rồi, tôi trả anh hào dưới, có khi cũng vẫn hớ ấy. Hớ cái gì, đêm 30 rồi. Đến giờ này con ngựa nó cũng không ra đường nữa là con người. Chỉ còn có em thôi. Mà thôi, đi giúp em dạy bà. Anh khéo nói quá. Dạ. Này, tôi bắt đầu lên xe đây này. Dạ vâng ạ. Úi giời. Úi giời. Hòa bố này cả mắt. Gớm điệu thế nhỉ. Gấm điệu trên này từ mùng 1 Tết năm nay đến mùng 1 Tết năm sau cũng không tới nơi. Úi giời.
sao cái ngực to thế nhỉ? Ngực này mà rơi xuống đất rồi có mà vừa 7 viên gạch. Nhiều quá nhỉ. Em cũng đi giống bà, kém gì bà. Mẹ dập da dập dờn như gà cúng. Thôi, tôi lên xe rồi đấy. Này này, bà, thôi bà đừng. Cứ bà cứ dập da dập dờn như cứ đi thẳng là. Này em bảo này, em này, em xin phép trước khi chở bà đi có mấy câu nhận xét về sắc đẹp của bà nhá. Anh cứ tự nhiên. Bà đẹp tuyệt vời. Cách đây 20 năm bà là tiên. Tiên bay liền rồi. Tiên bay đẹp lắm. Bà gặp thằng thanh niên nào bà tát bà vả bà đập phát chết luôn nhá. Cả cái em đập phát chết, đâm đầu vào đây chết luôn nhá. Bà hiểu không? Khi nào xe chuyển bánh mới tính tiền. À? Cứ đứng đây mà ba hoa. Người ta có giờ có giấc thì chưa được, cứ nghe anh tán chuyện. Thôi đi đi anh. Đi luôn nhá. À khoan, tôi bảo. Cái gì đấy? Bây giờ là 9:15. Thế ta tính tròn 9 giờ cho dễ tính tiền nhá. Đúng bà kỳ kìa quá đấy. Cứ đi đi, tôi không để anh thiệt đâu mà. Cứ giờ lời tí đi. Vâng, nào. Ô cái gì đấy? Gì cơ đằng kia? Sao này phun phun cả mưa xuân vào vào. Ôi giời đất. Sao như tổ đỉa ấy. Đào mương xẻ rãnh. Ở đâu ra cái quần này thế này? Rồi ôi, kéo xe mà lên mặc thế đấy. Chết trời. Thế nào em cứ thấy nó tê tê. Tê tê xong lại chuyển sang buốt. Chết rồi. Không phải che. Đằng trước nó cũng thế cái kìa. Ôi chết mẹ rồi. Rồi rét quá, hai áo mà che mà vẫn rét đấy. Mẹ tôi bảo này. Anh phải bên ăn rồi. Mặc bên trong. Ấm cúng vào. Ừ? Chứ tôi thấy trời lạnh lắm. Phong phanh thế này. Gió nó lùa cho một cái. Thằng cu nó ốm. Thằng cu nó ốm thì kệ mẹ nó chứ. Mẹ đến bố thằng cu còn chả ra gì nữa là thằng cu. Có bạn các bác, bản chính còn đang nhập nhà nhập nhèng cái đấy, lo cái bản sao. Ông có lo cái đời không? Bác ơi, chết mẹ quên qua không mặc quần đùi trong, chết mẹ. Này, không mặc cái quần đùi trong quên cũng không mặc rồi, chết mẹ cái quần đùi rách rồi. Chết mẹ rồi. Thôi em có ý kiến này, em xin phép có ý kiến này. Bà là người sang trọng nhá. Bà cứ nhìn thẳng lên ngang, nhìn lên rồi hoặc là nhìn ngang nhá. Bà cứ nhìn xuống dưới làm gì cho cháu nó xấu hổ. Thôi đi. Thế nên bỏ qua cái vụ đấy đấy. Vào càng bỏ qua. Vào càng tôi không nhìn. Yên tâm, tôi không nhìn. Cứ nhìn đây, đi, bây giờ nhìn vào trời. Đây. Người sang trọng ai ta nhìn xuống dưới đi. Mẹ cứ cắm đầu xuống nhìn dưới. Rồi nhìn chỗ khác rồi, thôi ông vào càng nhanh lên. Bỏ qua cái vụ đào mương sẽ rãnh đấy nhá. Rồi. Nào, vào càng. Đường nó sốc, đường nó hỏng, em làm nào được? Không sao, anh đi sắp thế. Hả? Anh đi kiểu gì? Nhìn vào đường ấy. Hả? Bà sốc thì bà hỏi đường chứ hỏi em biết hỏi ai? Hà Càng, Hà Càng. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi. Ôi giời. Xe ơi. Xe. Xe. Quay đây tôi xem. Sao mặt anh tái thế? À. Anh ăn tối chưa? Chưa. Đói hả? Dạ đói là nghề của em bà. Nhẽ ra có tiền, con giả, có xe về ăn Tết với các cháu rồi. Đằng này cứ phải cố lên vài cuốc sắm cho các cháu cái áo cái quần để ăn Tết. Còn cố đấy bà. Thôi. Tôi không đi nữa đâu. Ấy, anh về với các cháu đi. Các cháu nó chết hết thì còn đâu nó mà về. Ôi giời, bà không đi sao? Các cháu nó lấy tiền đâu mà ăn Tết. Các cháu nó lạ, nó đói. Con nói quá thế thôi. Bà thương các cháu. Dạ con lạy bà.
bà cho con cháu cái tết. Tôi bảo bà làm phúc ạ. Tôi hiểu rồi. Dạ. Anh kiếm khách khác mà đi. Tôi không đi được nhá. Bà, đến cái giờ này chả có khách nào đâu. Bà thương các cháu, bà cho các cháu cái tết. Bà gión tay làm phúc ạ. Dạ. Con đội ơn bà. Thôi được rồi, tôi đi mà. Anh vào càng đi. Chả hiểu anh có kéo tôi đi được khắp các phố không đây. Có sức không ấy. Đói thế còn kéo cái gì. Bà cứ yên tâm, trông con người lớp lẻo bèo thế này, phù phúc như thế này, nhưng có thể kéo bà khắp chạy băng băng khắp cái thành phố Hà Nội này, không có vấn đề gì cả nhá. Thôi cứ đi từ từ nhá. Vâng. Ngã ra đấy một cái thì khổ. Vâng. Anh đi thẳng đi. Nào. Đi thẳng ạ. Đi thẳng ạ. Sao phố xá hôm nay vắng vẻ thế nhỉ anh xem? Hay là rét quá, chẳng ai ra đường. Ai ạ? Con đây mà. Không, tôi tưởng người quen. Anh xem được mấy cháu rồi? Là con hiếm hoi lắm bà. Con mới được có 6 cái tàu hóa mồm bà. Lạnh bà. Ôi dồi ôi, đã nghèo khổ rồi lại còn đẻ lắm. Vâng. Nghèo thêm. Thì mỗi người có một cái lộc. Có người có lộc về sức khỏe, có người có lộc tài, có người có lộc về chức vụ. Con chả có gì, chỉ có 6 cái tàu hóa mồm. 6 cái tàu há mồm là 6 cái niềm hạnh phúc của đời con bà ạ. Con vui quá bà ơi. Anh xe nói đúng. Thế anh là có những hôm nay con đã có tiền để mua quần áo mới cho con rồi. Ôi con vui quá bà ơi. Anh xe ơi. Thế là con đã có tiền để. Từ từ chạy chậm thôi tôi bảo. Để mua ôi quần áo cho con rồi. Ôi dồi ôi. Dồi. Ôi. Ôi dồi. Bà xuống. Này, tôi vỡ cả tim với anh đi. Có làm sao không anh? Có cần nghỉ một chút không? Không cần nghỉ ạ. À. Thôi à. Nghỉ tí nhá. Nghỉ cũng được ạ. À. Trời sắp sang năm mới rồi đấy bà. Tôi bảo trời rét như thế này tốt nhất là anh cứ kéo xe cho tôi yên tâm. Vâng. Lát nữa tôi trả anh 2 cuốc. Cũng được. Mỗi một cuốc là 1.5 hào. Thế là anh có 3 hào. Anh về với các con có tấm có món cho nó ăn tết lại chả sướng à. Vâng. Nhá. Ừ chịu khó. Này tôi bảo. Ừ. Có thấy buồn mồm không? Con chả buồn. Thèm ăn cái gì? Thèm ăn cái gì? Đây là nội mấy năm rồi. Thèm có mỗi. Mỗi gì? Mỗi bát rau lưỡi mà cũng chả được ăn. Bát phở ấy mà, bát phở Hà Nội. Chả được ăn. Thôi. Tôi tưởng cao lương mỹ vị gì chứ. Có bát cháo. Lát tôi xem có hàng nào khuya. Tôi mua hẳn cho một bát cháo gà mà ăn cho nó sướng. Dạ vâng ạ. Ừ. Vâng. Anh có tiền lẻ không đổi cho tôi 1 đồng. Ôi có những 1 đồng thì con đã về ăn tết với các cháu rồi. Kéo xe suốt từ sáng tới giờ. Không được 1 đồng. Không. Được có 2.5 hào mà. Không biết là có tiêu được rách thế này. Nát thế này. Đưa tôi giật. Ôi tôi chết. Sao giật à? Giật tạm thôi. Chứ không lấy mất của anh đâu mà sợ. Anh biết không? Tôi nhiều tiền, nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà toàn tiền chẵn thôi, nó khó tiêu. Cho tôi giật tạm cái hào rách của anh ấy nhé. Dễ vâng. Tiêu hơn. Yeah. Thế cũng được ạ. Ừ. Dạ. Yên tâm đi, tôi không quỵt của anh đâu mà sợ. Không phải nhòm. Ôi giời ơi. Anh mà không tin, tôi giao cho anh cả cái sắc tay này của tôi để làm tin. Này, cầm đi. Thế thôi ạ. À. Nhìn thấy bà là tin tưởng, thấy là yêu ngay. Ôi giời ơi. Thế thôi ạ. À. Dạ vâng ạ. À.
Yên tâm, gẫm người như tôi anh nhìn thế này ai lại quỵt của anh hào rách. Chờ tôi ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Ui dạ. Chờ tôi. Gẫm người sang trọng thế nhỉ. Úi dồi, người sang trọng đi cái mông cũng sang trọng cơ. Cái ngực cũng sang trọng. Cái gì cũng sang trọng. Sao đi vay tiền nhỉ? Hay là bóp? Ôi trời chết. Thôi cứ mở ca là mặc kệ các bác nhỉ. Gớm bây giờ cứ nói ra nó vớ vẩn, nó không trả tiền cho nên mất cả chì lẫn chài, có mà dở hơi. Chứ mà con có chó mà bà có chân trả hơi đâu. Ừ rồi. Anh cứ lẩm bẩm cái gì đấy? Con có nói gì đâu ạ? Với ai đấy? Hút điếu thuốc cho vui. Ôi chết, nghiện nghiện bạc, nghiện bạc, nghiện. Mỗi một cái nghiện nó tích lại thành một cái bệnh. Con đã chả có cái gì. Nhà đã nghèo mà lại nghiện thì chết. Hút cho ấm bụng, tôi mời mà ngại gì. Này. Thôi thôi, con không nghiện. Con nghiện con sợ lắm bà. Chả dám nghiện đâu. Nghiện thế nào được. Tôi đây này, tôi có nghiện đâu. Khi nào vui vui, gặp bạn gặp bè thì tôi mới hút. Mà nói thật với anh Xe, gặp anh Xe hôm nay là có duyên đấy. Vui ghê lắm cơ. Có duyên. Vâng. Trời đất giao hòa. Sắp sang năm mới rồi. Dạ vâng ạ. Này này anh ơi, tôi nghĩ ra một câu hát thế này. Để tôi hát mừng tuổi anh Xe, mừng tuổi năm mới anh luôn nhá. Ôi trời thế à? Không, người đẹp lại có cả hát cơ à? Không dạ vâng, vâng ạ, thế thì bà mừng tuổi con, mừng tuổi tất cả các bác ở đây ạ. Các bác cho chàng cái tay bài hát cho nó máu ạ. Ôi trời ơi. Tôi phải hát ngay không sợ nó quên. Hát ngay đi, hát đi. Lắm ngày hát ngay đi. Nào. Tiếng pháo đêm giao thừa xé sắt mưa xuân về, cắm cùi đời phố xe nhục nhằn thân gái quê hôn hút trong đêm dài, đâu có ai sẽ chia tâm tình. Người ta đón xuân rộn ràng, giờ giang chỉ có anh và tôi. Nhìn ta khác xa nhau một trời, nhưng niềm riêng cũng giống nhau mà thôi. Ôi dồi, hay quá. Không biết bà ấy ăn gì mà mồm bà ấy hát hay thế nhỉ. Thế thì hôm nay nhân tiện năm mới thì con cũng không biết hát được có mấy vần thơ, được cũng có muốn tặng để bà đây này. Có mấy vần thơ tặng bà nhá. Anh Xe có thơ là quý và, rồi. Và, vâng ạ. À, em là lúc nào cũng vui vẻ với đàn bà, la cả với phụ nữ mà mệt lử với các cô. Lơ mơ với các cháu chân dài. Đời em là có bốn cái sơ bà. Sơ gì ạ anh? Bốn cái sơ là bốn cái sợ bà. Ồ, thế à? Sợ gì? Sợ là cái thứ nhất là thế này. Dạ thưa bà, bẩm bà là trẻ thì sợ mẹ sợ cha, lớn lên sợ vợ, già thì em sợ con. Còn cái thứ tư là cái thứ tư là cái thứ tư. Cái mẹ cái này sợ lắm bà, cái này sợ lắm. Cái gì đấy? Cái này là cái thứ tư là bố hết hơi rồi. Cái thứ tư mày biết cái gì? Cái này là cái gì không? Cái gì? Cái thứ tư là em sợ đứa nào nó đi xe nó quỵt mẹ nó tiền, đi xe là quỵt mẹ tiền. Thôi anh gì ơi đấy? Không thơ ca hò về đấy chứ. Sao đang đi xe đang xong thì hút thuốc ra rụi đấy hả? Không thơ ca hò về gì cả. Anh kéo tôi đi. Tôi hẹn với cô bạn gái xông đất cho cô ấy. Bây giờ vẫn còn ở giữa đường như thế này. Cứ đi đi anh, không có muộn giờ. Thế nào giờ đi đâu đây? Anh cứ đi thẳng. Ôi sao mẹ từ đấy toàn đi thẳng, không đi rẽ đâu à? Cứ đi thẳng à? Thì tùy anh đi. Nào. Anh cho tôi
đi qua chợ Đồng Xuân. Qua chợ Đồng Xuân. Đi đâu nữa? Đi hàng cót đi anh. Rồi sang hàng cót. Chạy thẳng hàng điếu. Hàng điếu để làm gì? Tôi tìm người quen đấy mà. Người quen là tên là gì? Ôi, tên là Điêu. Ở phố hàng điếu. Ồ, thế tìm anh Điêu ở phố hàng điếu để làm gì? Việc kéo xe thì không kéo. Cứ hỏi suốt, sốt hết cả ruột. Anh cứ đi khi nào đến nơi thì tôi khắc bảo. Đừng có hỏi nữa đấy, tôi sốt ruột rồi đấy. Ôi trời, phải gió nhà nào đấy? Sao lại đốt pháo sớm thế? Sao chưa rồi? Sao chưa rồi? Chúc mừng năm mới. Chúc mừng bà con. Sang năm mới làm ăn phát đạt bằng năm và 10 năm ngoái. Hôm nay là năm gà. Gà có nhiều loại gà. Có loại gà rô, có loại gà cựa, có loại gà đồi. Chúc bà con khỏe như gà trọi. Gà trọi. Anh ơi, anh làm tôi sợ đấy. Anh có sao không đấy? Thôi bà anh ơi, xe sắp sáng rồi. Bà cho con xin tiền con về với các cháu. Anh sao anh lại hỏi tiền tôi vào lúc này hả anh xe? Thế không hỏi vào lúc này thì hỏi vào lúc nào? Sắp sáng rồi. Bà cho con xin tiền con về với các cháu. Nói thật với anh, tôi không có tiền đâu. Này, này, nói gì thì nói nhá, đừng có chữ không nhá. Này, nói gì thì nói, đừng có chữ không nhá. Nói lại cho tất cả mọi người nghe nhá. Nói lại nhá. Tôi không có một đồng một trinh nào cả. Dạ ơi. Ôi giời dạ. Ơi, con điên à. Dạ ơi, tại sao cái nón nó lại cứ rơi này nhỉ? Tại tôi nói đây mà. Tại nói cái gì vậy? Tại tôi nói là... Là gì? Tại tôi nói là tôi không có... Tôi không có một đồng chín nào cái. Mày nhắc to cho mày, mày nhanh nói nhỏ. Nói cho mọi người nghe, mày nhắc là cái gì cả tả được chứ không nhá. Tôi xin anh mà. Tôi không có một đồng một trên cái con mẹ mày. Mày nhắc to lên, nói lên. Tôi xin anh rồi anh ơi. Tôi không có một đồng một trinh nào ở trong người đâu. Gà, con điên gà. Anh làm sao thế? Điên anh ơi, anh làm sao đấy? Làm sao kệ mẹ tao, con điên gà. Mày điên gà. Dạ. Mày có điên không? Ông lia cái lón một cái là đầu mày cắm vào cổ, đít mày bổ làm đôi luôn. Không, điên. Anh ơi, tôi chỉ là gái. Gái gì? Mày là gái gì? Tôi chỉ là gái nhờ anh chở tôi đi kiếm khách thôi. Ôi trời, thế hóa ra mày ở phố Vấy à? Lên Sở Cẩm. Đi lên Sở Cẩm. Tôi xin anh. Xin đi chị, đi lên Sở Cẩm. Xin bởi linh tin nhờ mày. Anh mà đưa tôi lên Sở Cẩm thì... Thì sao? Thì tốt cho tôi quá. Tôi sao? Tôi còn có chỗ mà ăn mà ngủ đêm nay đấy. Ôi trời ơi. Trên đấy, mày ăn mày ngủ ở trên đấy à? Ôi trời ơi, con điên kia. Ôi trời ơi, sao mày cũng nói mẹ nó rõ ra. Mày là cái gái đấy nhá. Thì ông mày đưa mày sang cái phố đèn đỏ ấy, gọi là cái phố cổ giết đấy các bác ạ. Nó giết mày chỉ nửa tiếng thôi là tao với mày tiêu nhòe. Mày nói mẹ ra từ đầu ra. Đằng này mày này, mày ra đều mày này mệnh hệ phu nhân. Ôi trời ơi, anh nghe nhân cái bản lên tên nhà mày. Mày nói mẹ ra ngay từ đầu. Mày nói ngay từ đầu không đưa mày sang rồi. Em đi sang cái phố để quen rồi các bác ạ. À, là mong em vào nhá. Em đưa khách nó vào. Thế mà khách nó vào lâu quá. Xong em chờ mãi nó không ra thì em cũng vào. Em vào là em chỉ mở ra xem thôi. Chứ em không có lằng nhằng, em sợ cái kia lắm. Mày nói mẹ ra đâu? Mày dạy phụ nhân. Nhưng còn vay tiền người ta phì phèo hút thuốc lá. Cái mồm này chắc là xơi ngày ba bao nhé. Thấy nó nghe đồn mà tháng uống 4 cân chè. Nó còn mặc áo kim tuyến.
Rũ này, toàn kim tuyến Trung Quốc này. Này, đẹp cái gì? Ôi giời ơi, nhục thế đấy chứ gì. Nhưng còn nhìn cái mặt của chồng giết luôn rồi. Người qua các bác là người ta bảo là con mắt là mặt đồng cân. Nó mới nó thoáng ở đây em nhìn thấy qua là loài hoa văn xe gì em nhìn. Thế nó vào, em nhìn cái mắt nó đã gian, em đã nghi rồi. Thế nhưng mà em này mãi nhìn thì cái cổ nó trắng. Em ngủ đây nhưng mà em vẫn chỉ em nhìn. Thế nên em mãi nhìn cái cổ, cái ngực nó trắng, em quên mẹ được cái mắt. Thế giờ mày giết tao, giờ mày giết tao, giờ mày mày giết tao đến anh xe. Tôi không cố tình như vậy với anh đâu mà. Anh cũng thấy đấy, từ tối đến giờ cái số tôi nó ế ẩm, chẳng có ma nào ngỏ nghe đến cả. Thôi thì tôi cũng không biết làm sao nữa. Anh cứ chửi đi, tôi ngồi như thế này nhá. Tôi nghe anh chửi, anh cứ chửi thoải mái cho nó xuống cái miệng nhá. Tao chửi vào cái mặt mày làm mà mẹ mày à. Dẫm đây này, dẫm này, cái chân này tao chửi vào cái mặt mày làm mà mẹ mày à. Nhìn cái mặt thế mà lừa, cái mặt thế mà mặt đẻo. Mặt mày, giờ mày giết tao đi, mày giết tao đi. Không, anh tao. Đừng nói thế. Cái giờ này bao mới chết rồi, giờ đến cái giờ này mày bị giết tao. Nói thật chứ, tôi mà có cái gì đáng giá trên người tôi, anh lấy được tôi đưa cho anh luôn. Thế cứ bóp tiền chắn đâu. Trời ơi, thôi đừng có ngó đến nó làm gì, tiền lẻ còn không có, lấy đâu ra tiền chắn, lấy vứt đi cho anh. À đây này, tôi có cái đồng hồ. Đồng hồ đâu? Anh xem có lấy được thì lấy. Đồng hồ đâu? Anh cứ giật là nó ra đấy, trước khi đi tôi khâu rồi. Mẹ có đứa nào lại đi khâu đồng hồ như mày? Đồng hồ mà không chặt thế này. Đồng hồ đi kim đâu? Ôi thế chết. Không có kim á? Thế mới rơi đâu đây này? Chứng tỏ đây anh xô tôi làm cho tôi bị rơi kim. Tôi vừa mới nhìn đồng hồ xong. Đâu đây thôi này. Mày đưa cả cái mông vào mồm tao. Nó vừa rơi thật mà. Anh lấy đi. Lấy được cái gì thì lấy, tôi không tiếc cái gì cả. Thế số đâu? Đồng hồ đi số đâu? Thì không kim thì dùng số làm gì? Thế mày đeo đồng hồ không kim không số là mà mẹ mày à? Tao còn điên này hả? Ôi trời ơi, mày giết tao mà. Mày đi đeo đồng hồ không kim không số còn điên này. Trời ơi. Không biết cái kiếm trước từ nợ lần gì cô mà cô làm khổ tôi thế này. Anh. Thôi. Anh đừng khóc nữa. Cứ nợ lần gì có mà cô làm khổ tôi hả cô? Bao mấy tết rồi cô làm khổ tôi. Anh đừng khóc nữa mà. Anh khóc tôi đau lòng lắm. Cứ nợ lần gì có mà cô làm khổ tôi. Tôi cũng khổ như anh thôi. Tiền thì tôi không có. Mà đồ đạc của tôi anh không dùng gì được đâu. Anh xe ơi, chịu khó kéo tôi thêm cuốc nữa. Biết đâu có khách, tôi sẽ trả nợ được cho anh mà. Anh ơi, tôi bảo này, chỉ cần có khách thôi là tôi có tiền. Anh yên tâm đi, có tiền tôi sẽ thanh toán hậu hĩ với anh, không quỵt của anh một đồng nào cả. Nhớ anh ơi, nhớ. Anh làm sao thế? Anh nói với tôi một lời gì đi anh xe. Lời gì cũng được. Tôi nợ lần gì cơ? Hay là khách cho tôi bao nhiêu, tôi đưa tất cả cho anh vậy. Thank you.
tôi nợ lần thì cô một là cô làm khổ tôi thế này. Con điên này, con điên, thằng Kinh. Quăng đây, thì tao đưa mày đi bắt khách. Mày khóc thì son phấn mệt tuyệt ra như thế. Thế thì đi ra khách nào nó sơi mày hả? Vâng, tôi không khóc nữa. Tôi ma nào nó sơi mày? Tôi không khóc nữa rồi. Mày xuống đây, cứ chỉnh lên. Vâng. Nhìn hai bên đường, kiếm khách đây. Vâng, vâng. Nhìn khách đây. Kiếm đây. Ở đây nhá. Nhục thế đấy chứ. Nào ai vô đây cùng em đêm nay, một lần cùng ngất ngây trong niềm vui. Nào ai vô đây vui hướng xuân tình, làn môi em thắm như hoa hồng. Hoa ơi hoa ơi, hoa ơi, hoa ơi, hương sắc thơm nồng, hương sắc thơm nồng, để lòng ta mãi còn nhớ nhung. Nhung 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 nhung, tuổi xuân như dấu bay, làm sao cho dòng đời không vương buồn. Chìm trong bóng đêm, hạnh phúc đến như mùa xuân trở về. Hãy đến đây ơi người ơi. Ai có mua hoa thì mua, ai thích mua hoa thì vào mua. Ai thích sớm ơi sớm. Xin mời các bác đi nắm cơm nè. Đi nắm cơm nè. Trở lại trạng thái bình thường đi. Có con ma nào muốn điếu cho nó mệt. Gớp. Mày tao mà đặt bà cho đưa. Nó vào đời từ lâu rồi. Tao đưa chúng nó vào đời từ lâu rồi. Ngu lắm. Anh thấy đấy. Tôi đã dở hết các ngón nghề ra rồi. Xét căm căm thế này. Có ma nào đi ra ngoài đường giờ này đâu. Thôi anh ơi, đừng đi nữa nhá. Mệt. Trời rồi. Sắp sáng rồi, không có khách đâu nhá. Bây giờ anh xem. Bây giờ anh kéo tôi vào cái chỗ nào văng vắng. Để làm gì? Mà nó kín gió ấy. Ở đấy anh bắt gì tôi cũng chiều anh. Kín gió để làm gì? Hả? Bắt gì mới? Ôi. Tôi lợi bà, con lợi bà. Ôi, sao đây? Kém thông minh như nhỉ, không hiểu à? Này, ông trời không lấy không của ai cái gì bao giờ. Trong cái khó nó ló cái khôn. Để rồi tôi tính cho anh. Đi vào đây với tôi. Cái gì đấy? Đi. Làm gì tính cái gì? Trong cái khó nó ló cái khôn. Sao mày ló cái khôn cái gì mà? Không này ai này. Thiệt chứ, đúng không? Vào đây. Ờ, cái gì đây? Là xem là cái gì? Này, trừ nợ này. Ui, quá. Con lạy mẹ. Con lạy bà. Con vái bà ngả nón. Sao thế? Bà mà đổ bệnh cho cái đời con là đời con xuống dốc. Anh yên tâm đi. Con lạy bà. Tôi khám đốc tờ chiều qua rồi. Cấm bà khám mà đi luôn, bố ai mà kiểm tra được bà. Con mệt lắm rồi bà ơi. Anh xe, anh phải hiểu cái tình thế ấy là tôi không trả nợ cho anh một lúc được đâu. Bây giờ chỉ có một cách là anh cho tôi trừ nợ dần thôi. Trừ nợ dần là trừ thế nào? Thì đây, để tôi tính cho anh. Không có thiệt của anh một đồng một cắc nào hết. Ừ. Bây giờ tôi tính này nhá. Ừ. Tôi nợ anh như thế là hai cuốc xe, là ba hào. Ừ. Cộng với hai hào rưỡi tôi vay là năm hào rưỡi đúng không? À. Thế bây giờ... Mày trừ nợ dần thì mày trừ kiểu gì? Thế năm hào rưỡi gì đấy? Năm cái rưỡi nhá. Làm sao mẹ, mà cái ngã thế nhỉ? Mẹ mày đừng có giả vờ, giả vịt ăn thịt người nhá. Mẹ mày vòng qua thăm quốc nhá. Mày quỳ thì mày quỳ luôn đi, mày được 5 cái rưỡi. Em hỏi các bác nhớ, thế 5 cái thì tính dễ rồi, thì còn nửa cái thì tính thế nào?
các bác ấy, mày xem các bác ấy không chịu lắm, hiểu mày, nó có vẻ là đúng là nó vào vịt thì nó ăn thịt người không? Khi tao hỏi mày nó ra nửa cái thì lúc nào nghỉ lúc nào thôi hả? À, con điên kia, mẹ tao không giết được mày tao phải chịu nữa chứ, mày cứ cái giờ này hả? Sao anh khó tính thế không biết nữa. Tôi bảo cố lên để cho tôi trừ nợ cho xong đi thì không cố. Con không lấy mẹ con không cố được. Bây giờ không có cái gì đáng giá thì bây giờ tôi tính với anh thế nào? Mày lấy xe. Đi đâu nữa đây? Đi chứ, đi bán hàng chứ, giờ đi giờ tới giờ này rồi mày đứng đây à? Thôi không đi nữa, không có khách đâu. Không có khách không phải lên. Bán giá rẻ đi. Mày tưởng mày canh vàng lá ngọc à? Mày hàng quá dở hơi rồi mà mày vẫn tưởng mày canh cao hả? Cần gì có ai đi ra đường giờ này nữa? Ai mua phở không? Đi gọi hàng bánh giao bây giờ đi ra. Ai mua gà không? Gà 27 đây. À chết mẹ 47 rồi. Chết mẹ nhầm rồi. Gà vào đông giảm giá đây. Có bác nào không? Có bác nào chơi gà này không ạ? Đấy mày xem mặt mày đấy. Mày đẹp mà có ma rồi rớt mày đâu. Mày tao không giết được mày tao phải chiêu. Mày canh vàng lá ngọc cơ mày mệnh hệ phu nhân. Trời ơi, có bác nào ai mua gà không? Gà bao đông giảm giá đây. Gà đây. Quay dừng xe đây. Làm gì đấy? Dừng xe. Úi dồi, nó giọng mày kinh thế sao mày? Mày lại xuống cái giọng trầm, tao nghe tao sợ quá. Dừng xe. Con này, nó thay hình đổi dạng thằng xoẹt như chó con. Tối tiền cận. Mày. Úi dồi. Mày đi đâu con điên kìa? Mày giả tiền đâu mày con điên kìa? Chờ tôi ở đây. Nhà cô bạn làm đốc tờ ngay đây. Tôi vào tôi hỏi xem có vay được đồng nào không. Tôi trả bớt cho. Tôi chờ đấy. Úi dồi. Mồm nó nói. Chân nó đi. Chết không chứ nhỉ? Chết không có chứ nhỉ? Em biết thế nào nhỉ? Sao nó vào mà? Sao nó vào cho nó lâu ra được các bác nhỉ? Không biết nó đi đâu nhỉ? Hay là em vào xem nào. Mày đi. Chết rồi còn cái xe đây. Quọc ở đây. Các bác cứ trông của em cái xe này nhá. Mất đô cái xe này về con vợ em nó. Em này phải lấy con thì khổ lắm đấy. Em vào xem nó đâu rồi. Đục quá. Ôi trời ơi. Ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Này, này. Cái gì đấy? Ông cho cháu hỏi có cái cô gái vừa vào đây nãy đâu rồi nhỉ? Cô gái nào? Cô gái quần ngắn trắng ấy. Nó ra từ đời tắm oánh rồi còn hỏi. Thế nó ra mà sao nó chẳng không biết nhỉ? Nó ra lối cửa sau. Rồi sao ông lại không giữ lại cho cháu? Rồi cháu có đèn ông đấy rồi. Này. Năm mới năm mai rông cả năm nhà ông đấy. Mày có cút đi không hả? Ông đập cho phát chết tươi giờ chứ lại cút. Dạ. Cút. Ô đi vẫn chưa trốn à? Không. Tôi không nỡ làm như thế. Anh xe. Bây giờ phải làm thế nào hả anh xe? Còn làm thế nào nữa? Tôi thì vẫn làm người ngựa. Còn cô thì vẫn làm ngựa người. Ta cứ cùng nhau đi suốt đêm nay. Mày ra thì được làm người chăng? Thank you.
Anh Xe. Anh Xe. Anh Xe, tôi gọi đây. Đi đâu ạ? Anh đi đâu ạ? Anh còn chờ nữa không? Bây giờ tôi vẫn chờ nữa ạ. Chờ nữa không? Còn chờ ạ. Chờ tôi về Khâm Thiên đi. Hình như con này nó bị bóng hay sao các bác ạ? Bóng lồng, bóng lộn lên. Đi đâu? Khâm Thiên. Đi hai lần không qua Khâm Thiên rồi. Thôi được. Anh không kéo đúng không? Mời anh ngồi lên xe, tôi kéo. Anh kéo tôi à? Tôi kéo. Thôi anh kéo tôi một tí nhá, thì tí tôi lại kéo anh nhá. Mời anh. Cho tôi làm người một tí. Tôi mời anh ngồi lên xe. Anh có thấy mình được làm người không? Bây giờ người ngựa, ngựa người đảo lộn, không biết phân biệt thế nào cả. Anh Xe, từ nãy tôi và mọi người đã theo dõi câu chuyện của anh rồi. Thưa quý vị, anh Xe, nghệ sĩ Xuân Hinh. Vâng, xin mời nghệ sĩ Xuân Hinh. Tôi cũng đã theo dõi câu chuyện. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã theo dõi câu chuyện. Có rất nhiều người yêu quý anh đã đến đây khóc cùng anh, cười cùng anh với một câu chuyện mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có những cảm nhận rất đặc biệt. Cảm nhận về nỗi khốn khổ, cảm nhận về tình người và hơn bao giờ hết, con tim đã nối với con tim. Bây giờ là nghệ sĩ Xuân Hinh rồi. Xin lỗi anh là em vẫn cứ khó thoát ra khỏi cái câu chuyện của anh. Thưa quý vị, nghệ sĩ Xuân Hinh đến với chương trình và hôm nay là kỷ niệm 40 năm nghệ sĩ Xuân Hinh biểu diễn. Và xin hỏi anh là 40 năm mang lại tiếng cười cho mọi người. Vậy thì cái tiếng cười của anh đem lại cho mọi người đơn thuần chỉ là tiếng cười hay anh còn gửi gắm những tâm sự hay là có muốn dạy dỗ gì cuộc đời không ạ? Xin kính chào tất cả những quý vị, những khán giả thân yêu của chương trình của Xuân Hinh ạ. Với 40 năm làm nghề, làm hàng rất nhiều những tác phẩm, rồi có hàng bao nhiêu những vạn những nụ cười, nhưng mục đích tiếng cười của tôi thì không có dạy dỗ ai cả. Vì là dạy mình cũng chưa xong, dạy vợ cũng chưa được, dạy con cũng chưa được. Lắm hôm ấy thì con cứ gọi anh Hinh ơi, anh Hinh ơi, anh Hinh ơi, anh ơi, em mày phải dạ dạ. Cho nên là dạy người đời thì người ta đánh cho chạy mất dép, mà mục đích tiếng cười của em chỉ làm vui cho đời, làm vui cho cuộc sống thôi ạ. Vâng, tiếng cười chỉ làm vui cho đời, làm vui cho cuộc sống. Nhưng tôi biết ẩn sau tiếng cười đó anh có rất nhiều tâm sự. Thưa nghệ sĩ Xuân Hinh, trong suốt những năm làm nghề thì đến bây giờ anh tổng kết làm chèo, làm hề chèo, làm những vai hề, làm hài. Vậy thì anh được gì và anh mất gì ạ? Anh thấy mình được gì và mất gì? Mất gì thì cũng có một nỗi buồn một chút. Vì để có được những, để có những cái tiếng cười mà để phục vụ cho quý vị trong ngày hôm nay, thì Xuân Hinh đã phải trải qua nhiều những đắng cay, những buồn tủi để bật lên, để có những tiếng cười để phục vụ cho quý vị.
tiếng cười đó mới là những tiếng cười chân chính. Ấy thế mà có những khi làm cho tất cả mọi người cười vui, cả gia đình đi xem về, cười dãy nghìn đạch xong này, xem xong này bĩu môi, thì bảo là thằng Hề ấy mà, kẻ cũng đời cũng bất công. Tôi cũng thấy hơi buồn chút một tí, nhưng không sao, vì cái nghề biểu diễn của tôi mà, cái nghề làm dâu trăm họ, là người nghệ sĩ, là cái người của trăm nghề. Quanh quanh chỉ nghĩ cái kiếp mi hè, cười cười cất cất tình mê mê, hè khóc cho đời đời đâu biết gọi cho đời tình đời vẫn mê. Yêu đời mà vẫn cho đời ghét, thương đời, đời vẫn cứ cười chê. Là nỗi đau, cái nỗi đau của Hề đấy anh. Cái nỗi buồn một chút như thế thôi, vẫn vương một chút xong rồi cũng qua đi. Còn niềm vui là gì? Vui là gì ạ? Niềm vui thì quả thật Xuân Hinh có rất nhiều những niềm vui. Đi diễn quanh năm ngày tháng, các vùng sâu, vùng xa, từ miền Bắc cho tới miền Nam, cho tới hải ngoại. Thì tất cả các nơi đi đến đâu cũng được tất cả những tình cảm của tất cả quý vị. Buổi chiều đến ở nông thôn thì đi từ 4-5 giờ chiều, xếp hàng, rồi mua vé, rồi trời mưa rồi thì... Ngay bây giờ những cái màn hình đẹp như thế này, rồi các cái phương tiện truyền thông như thế này, nhưng đã có những khán giả gom góp từng vài chục ngàn và đội rời mưa dẫm ở sân vận động, mũi cắn như thế này để xem. Mà bây giờ chúng tôi đi diễn bây giờ là diễn xong, chụp ảnh phải đến 2 tiếng nữa. Thì quả thật cái niềm vui như thế thì không biết nói gì, chỉ biết là cứ biết phục vụ, cứ biết cống hiến cho đời, cống hiến cho quý vị, miễn là làm cho quý vị vui, thế là ok rồi ạ. Dạ vâng. Vâng, thưa nghệ sĩ Xuân Hinh, vừa rồi là những chia sẻ có thể nói là rút gan rút ruột của anh đối với quý vị khán giả. Tôi muốn hỏi thêm, và đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người thắc mắc khi đem đến chương trình, đó là 40 năm làm nghệ thuật, đã lúc nào anh cảm thấy chùn chân mỏi gối, đã lúc nào anh muốn nghỉ chưa? Muốn nghỉ? Muốn nghỉ thì cũng muốn nghỉ lâu rồi. Nhưng với cái tình cảm đây của quý vị hôm nay, đến như ngày hôm nay tôi xúc động lắm, tôi vui lắm. Cái đấy Xuân Bắc phải hỏi tất cả quý vị xem tôi đã nên nghỉ chưa? Vâng, đã nên nghỉ chưa? Đã nên nghỉ chưa? Thưa quý vị có muốn nghệ sĩ Xuân Hinh còn tiếp tục biểu diễn không ạ? Có không ạ thì vỗ tay to hơn nữa và có to hơn nữa. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ Xuân Hinh đến đây để biểu diễn và mọi người hy vọng còn được xem những tác phẩm của nghệ sĩ Xuân Hinh, còn nhiều những tác phẩm nữa. Và bây giờ sẽ là một phần vô cùng đặc biệt, một phần mà tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đến với phần này, đó là phần nghỉ giải lao trong ít phút. Thưa quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị trong ít phút nữa. Xin chân thành cảm ơn.